chào tất cả các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh của Mr. Jerome. Ronaldo và những kiểu tóc phong độ qua năm tháng. Rạng sáng ngày 2 tháng 1, Juventus có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 18 Serie A. Nổi bật nhất trong số các ngôi sao của lão bà đương nhiên là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện trên sân tập Juventus với kiểu tóc buộc về phía sau tương đối lạ lẫm, buộc gọn gàng. Không chỉ tài năng trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo luôn biết cách để làm nổi bật ngoại hình của mình thông qua các kiểu tóc dẫn đầu xu thế. Và hãy cùng Mr. Jero điểm qua Ronaldo và những kiểu tóc phong độ qua năm tháng. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Jero nào. Tạm biệt. Thông thường, cầu thủ bóng đá luôn là những người khá đơn giản, chỉ để những kiểu tóc nào họ cảm thấy gọn gàng và thoải mái. Nhưng với sức mạnh truyền thông dành sự chú ý quá lớn cho mình, Ronaldo luôn ý thức được vẻ đẹp ngoại hình và tận dụng mọi cơ hội xuất hiện trên sân bóng hay các sự kiện để diện những kiểu tóc độc đáo và cá tính nhất có thể. Cristiano Ronaldo được coi là cầu thủ quyến rũ, điển trai trong thế giới bóng đá. Bên cạnh hình ảnh trên sân cỏ với những pha bóng đầy mê hoặc, Ronaldo cũng là người hâm mộ nhớ đến với vẻ hào nhoáng và những kiểu tóc cực kỳ đặc biệt. Hãy cùng ngắm lại Ronaldo và những kiểu tóc phong độ qua năm tháng. Từ nhỏ, Ronaldo đã có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai với một mái tóc xoăn tơ màu vàng nâu. Năm 17, khi xuất hiện với tư cách là một tài năng bóng đá trẻ của Học viện bóng đá Sporting Lisbon, người hâm mộ còn bị ấn tượng bởi vẻ ngoài cao ráo cùng gương mặt điển trai của Ronaldo. Năm đó, kiểu tóc của Ronaldo là tóc xoăn mì ống, gãy một chút lai vàng, điệu đà. Anh ra sân thường vuốt tóc dựng lên bằng keo rất tỉ mỉ. Năm 2003 là khoảng thời gian CR7 chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Manchester United. Cũng vẫn là kiểu tóc tương tự như thời còn thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá quê hương Sporting Lisbon. Song một vài sợi tóc được tiền đạo này nhuộm bạch kim để tạo điểm nhấn ấn tượng cho mái tóc của mình. Ronaldo đã tận dụng vẻ điển trai và tài năng của mình để thu hút số lượng fan nữ ngày càng đông đảo. Với mái tóc xoăn cắt cao, vuốt ngược cùng vài sợi nhuộm bạch kim đã khiến không ít người chỉ trích rằng cầu thủ này quá chăm chút vẻ bề ngoài mà không lo chơi bóng. Mùa giải 2005-2006 là thời điểm Ronaldo có sự trưởng thành vượt bậc ở khả năng chơi bóng. Về mặt ngoại hình, kiểu tóc của CR7 đã bớt điệu đà hơn khi anh cắt ngắn quanh đầu, uống xoăn. Phần sau gáy nuôi bờm khá dài, những chi tiết như nhuộm highlight, bạch kim đã bị loại bỏ. Kiểu tóc độc đáo này đã phô diễn được những nét nam tính trên khuôn mặt của cầu thủ đẹp trai này. Một thời gian sau, CR7 để kiểu tóc chim sẻ đi mưa, hai bên đầu được cắt gọn gàng, để lại chỗm tóc ở giữa dài được vuốt keo dựng đứng lên. Nhiều người hâm mộ ôm bụng cười và bình luận rằng nếu Ronaldo mà nhuộm tóc xanh đỏ nữa thì chẳng khác gì chú vẹt Nam Mỹ. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Ronaldo chinh phục đỉnh cao lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ là quả bóng vàng thế giới năm 2008. Trong buổi lễ trao giải, siêu sao của MU thể hiện sự lịch lãm nam tính bằng kiểu tóc ngắn, chải chuốt đơn giản. Ronaldo sở hữu khuôn mặt góc cạnh, do đó bất kỳ kiểu tóc nào cũng có thể tôn nét điển trai của anh. Kiểu tóc undercut đã tạo nên cơn sốt một thời cho các ngôi sao nổi tiếng. Hầu như không một ai có thể thoát khỏi sức hút của kiểu tóc này, trong đó có Ronaldo. Kiểu tóc mới của Ronaldo khiến gương mặt anh thêm gọn gàng và nam tính hơn. Hè 2009, Ronaldo quyết định nói lời chia tay với MU để chuyển sang khoác áo Real Madrid. Trong ngày ra mắt, Ronaldo chăm chút kỹ lưỡng vẻ bề ngoài của mình. Anh cắt ngắn hai bên theo kiểu undercut, phần giữa được rô điệu, dùng keo để vuốt tỉ mỉ. Sau mùa giải đầu tiên trắng tay, Ronaldo cùng Real chinh phục thành công cúp La Liga 2011-2012. Thời điểm này, Ronaldo chạy theo xu hướng tóc được cả thế giới ưa chuộng, đó là thực hiện những đường cạo đầu cá tính ở một bên ngồi, đôi khi xuất hiện những biến tấu lạ mắt ở hai bên. Năm 2013, Ronaldo đánh bại Lionel Messi để chinh phục danh hiệu quả bóng vàng lần thứ hai trong sự nghiệp. Khoác lên mình bộ suit lịch lãm, Ronaldo thừa hiểu mình nên chọn kiểu tóc ra sao để tổng thể trở nên hài hòa nhất. Điểm nhấn của kiểu tóc mà CR7 mang đến lễ trao giải quả bóng vàng nằm ở phần giữa được chải chuốt tinh tế. Tại World Cup 2014, Ronaldo được kỳ vọng là ngôi sao cứu rỗi, đưa Bồ Đào Nha lên bục vinh quang. Tuy vậy, từ đầu mùa giải tới giờ, Ronaldo liên tiếp gặp vận đen. Vì vậy, CR7 quyết tâm xuống tóc để đổi vận trước khi gặp Mỹ đêm 23 tháng 6. Chân sút hàng đầu thế giới gây ấn tượng mạnh với mái tóc cạo một bên, cộng thêm hình dứt dắt ấn tượng ở thái dương bên phải. Tuy nhiên, kiểu tóc mới không đem lại may mắn cho CR7 khi Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng gửi xe. Lần thứ hai liên tiếp, Ronaldo giành quả bóng vàng thế giới vào năm 2014. Như thường lệ, Ronaldo xuất hiện với ngoại hình không thể chê vào đâu được. So với lễ trao giải quả bóng vàng năm 2013, kiểu tóc của ngôi sao người Bồ Đào Nha không có nhiều thay đổi. Mùa giải 2015-2016, Ronaldo quay trở lại kiểu tóc ở giai đoạn 2008-2010. CR7 cắt undercut ở hai bên, phần giữa vuốt dựng lên và được nhuộm highlight màu đỏ trông khá nổi bật.
Mùa giải 2016-2017, Ronaldo cùng đồng đội phá vỡ lời nguyền của Champions League khi có hai lần vô địch liên tiếp ở giải đấu này. Cũng trong trận đấu này, CR7 ra mắt kiểu tóc mới hẳn, phần giữa Ronaldo nhuộm highlight màu vàng. Khi di chuyển, các sợi tản ra nhiều hướng, giúp kiểu tóc siêu sao của Real Madrid càng thêm nổi bật trên sân. Trận chung kết Champions League 2017-2018, Real lại lọt vào chung kết và đối đầu với Liverpool. Lần thứ 3 liên tiếp, Bay Kenken nâng cao chiếc cúp bạc đầy danh giá. 90 phút ở Moscow, Ronaldo thi đấu không quá nổi bật trên sân so với kiểu tóc lộn xộn như sữa mì mà anh lựa chọn. Không ít ý kiến cho rằng kiểu tóc đó đã phần nào hạn chế nét điển trai của CR7. Ở kỳ World Cup gần như cuối cùng chơi bóng ở phong độ đỉnh cao nhất, Ronaldo quyết tâm chinh phục danh hiệu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Siêu sao 32 tuổi trở nên chững chạc, nam tính khi lựa chọn kiểu tóc không quá màu mè, undercut hai bên kèm theo đường cắt tạo điểm nhấn ở mái đầu. Đó là một trong số kiểu tóc hiếm hoi giúp Ronaldo làm nổi bật nét điển trai trên khuôn mặt của mình. Ronaldo đôi khi còn biến tấu mái tóc của mình bằng những món phụ kiện. Trận đấu giữa Juventus và Atletico Madrid kết thúc trong tiếng bàn tán của cổ động viên. Ngôi sao người Bồ vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng thay vì các bàn thắng hay siêu phẩm, thì người ta lại nói về những gì anh mang vào sân. Cụ thể, Ronaldo đã quyết định nuôi dài mái tóc ngắn bóng bẩy rất đặc trưng của mình, và rồi kèm theo đó là một chiếc băng đô buộc đầu cho gọn gàng. Hình ảnh lạ lẫm của tiền đạo sinh năm 1985 khiến fan hâm mộ ngạc nhiên và buồn cười, không thể không buông lời châm chọc mỉa mai. Hay mới đây, Ronaldo gây ngạc nhiên khi xuất hiện với diện mạo mới, kiểu tóc đuôi ngựa. Kiểu tóc mới của Cristiano Ronaldo lập tức trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Trên trang chủ của mình, câu lạc bộ Juventus đã đăng tải những hình ảnh về buổi tập của mình trước trận đấu đầu tiên trong năm 2020 với Cagliari. Một trong những điểm nhấn gây thu hút chính là kiểu tóc mới của Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ra sân với mái tóc đuôi ngựa, khá giống với kiểu tóc của người đồng đội cũ ở Real Madrid là Gareth Bale. Cũng chính vì vậy, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bình luận hài hước về kiểu tóc mới của Ronaldo. Một tài khoản bình luận: Ronaldo no, xin đừng kết thúc như Bale. Một tài khoản khác bình luận: Ronaldo trông giống Bale bây giờ. Một tài khoản khác bình luận: Ronaldo sao chép phong cách Bale Gareth. Kiểu tóc cực chất này cũng được Ronaldo diện khi đến tham dự buổi lễ gala của sự kiện bóng đá toàn cầu được tổ chức ở Dubai, UAE. Với số phiếu nhỉnh hơn Messi và Van Dijk, CR7 xuất sắc chiến thắng hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất năm. Có vẻ mái tóc mới cũng đem đến không ít may mắn cho ngôi sao người Bồ trong năm mới. Sau kỳ nghỉ đông, Ronaldo lập tức tỏa sáng rực rỡ. Hat-trick của CR7 vào lưới Cagliari giúp Juventus thắng lớn, tạm thời tạo khoảng cách 3 điểm với đội nhì bảng. Ronaldo góp dấu giày trong cả 4 bàn thắng của Juve ngày hôm đó và chào năm mới 2020 theo cách tưng bừng nhất có thể. Đây cũng là trận đầu tiên kể từ lúc Ronaldo chuyển sang kiểu tóc mới. Người ta bảo đây là tóc ngành bóng đá vì đã có rất nhiều cầu thủ để theo kiểu này và sau đó đều sa sút phong độ. Có vẻ ngôi sao người Bồ đang muốn hóa giải lời nguyền của mái tóc kiểu này chăng? Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của Ronaldo cùng mái tóc mới trong những trận đấu tiếp theo nhé. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên để lại một like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.